The Vietnamese language. Tiếng Việt. Numbers. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Greetings and phrases. Chào. Xin chào. Cảm ơn. Xin lỗi. Làm ơn. Chúc sức khỏe. Tạm biệt. Cái đó giá bao nhiêu? Cho hóa đơn tính tiền đi. Phòng tắm ở đâu? Việt Nam. Có. Không. Cái này. Cái đó. Rất tốt. Xinh đẹp. Ngon. Tôi thích nó. Có ổn không? Ổn rồi. Tốt lắm. Xin lỗi anh. Ở đâu? Cái gì? Khi nào? Một chút. Hoan nghênh. Chào buổi sáng. Chúc ngủ ngon. Tạm biệt. Cảm ơn bạn rất nhiều. Không có gì. Không vấn đề gì. Anh yêu em. Xin chúc mừng. Tôi xin lỗi. Tôi đến từ. Cậu thế nào rồi? Tôi khỏe. Rất vui được gặp anh. Tên anh là gì? Bạn tên gì? Tên tôi là... The Parable of the Prodigal Son. Rồi Đức Giê-xu nói tiếp. Một người kia có hai con trai. Người con thứ nói với cha rằng, thưa cha, xin cho con phần tài sản con được hưởng. Và người cha đã chia của cải cho hai con. Ít ngày sau, người con thứ thu gấp tất cả rồi chạy đi phương xa. Ở đó anh ta sống phóng đãng, phung phí tài sản của mình. Khi anh ta đã ăn tiêu hết sạch, thì lại xảy ra trong vùng ấy một nạn đói khủng khiếp, và anh ta bắt đầu lâm cảnh túng thiếu, nên phải đi ở đợ cho một người dân trong vùng. Người này sai anh ta ra đồng chăn heo. Anh ta ao ước lấy đậu muồng heo ăn mà nhét cho đầy bụng, nhưng chẳng ai cho. Bấy giờ anh ta hồi tâm và tự nhủ, biết bao nhiêu người làm công cho cha ta được cơm dư gạo thừa, mà ta ở đây lại chết đói. Thôi, ta đứng lên, đi về cùng cha và thưa với người. Thưa cha, con thật đắc tội với trời và với cha. Chẳng còn đáng gọi là con cha nữa. Xin coi con như một người làm công cho cha vậy. Thế rồi anh ta đứng lên đi về cùng cha. Anh ta còn ở đằng xa, thì người cha đã trông thấy. Ông chạnh lòng thương, chạy ra ôm cổ anh ta và hôn lấy hôn để. Bấy giờ người con nói rằng, thưa cha, con thật đắc tội với trời và với cha, chẳng còn đáng gọi là con cha nữa. Nhưng người cha liền bảo các đầy tớ rằng, mau đem áo đẹp nhất ra đây mặc cho cậu, xỏ nhẫn vào ngón tay, xỏ dép vào chân cậu, rồi đi bắt con bê đã vỗ béo làm thịt để chúng ta mở tiệc ăn mừng. Vì con ta đây đã chết mà nay sống lại, đã mất mà nay lại tìm thấy, và họ bắt đầu ăn mừng. Lúc ấy người con cả của ông đang ở ngoài đồng. Khi anh ta về gần đến nhà, nghe thấy tiếng đàn ca nhảy múa, liền gọi một người đầy tớ ra mà hỏi xem có chuyện gì. Người ấy trả lời, em cậu đã về, và cha cậu đã làm thịt con bê béo, vì gặp lại cậu ấy mạnh khỏe. Người anh cả liền nổi giận và không chịu vào nhà, nhưng cha cậu ra năn nỉ. Cậu trả lời cha, cha coi, đã bao nhiêu năm trời con hầu hạ cha, và chẳng khi nào trái lệnh, thế mà chưa bao giờ cha cho lấy được một con dê con để con ăn mừng với bạn bè. Còn thằng con của cha đó, sau khi đã nuốt hết của cải của cha với bọn điếm, nay trở về thì cha lại giết bê béo ăn mừng. Nhưng người cha nói với anh ta, con à, lúc nào con cũng ở với cha, tất cả những gì của cha đều là của con. Nhưng chúng ta phải ăn mừng, phải vui vẻ, vì em con đây đã chết mà nay lại sống, đã mất mà nay lại tìm thấy.